Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật thì hôm nay cũng có nhân duyên lành về Phật pháp, mà cũng là ngày Chủ nhật, là ngày 11 tháng 11, tức là thường lệ chúng ta đều có giảng pháp. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào bài pháp, bài giảng vậy. Thì tôi xin thưa trước một chút là chúng ta bắt đầu đi sâu vào bài giảng về tư tưởng và bát nhã. Thì chư Phật tử thấy mình có nên tiếp tục học nữa hay không, hay là tới đây là nghỉ thì tùy. Chứ tôi, cái tánh tôi là hơi khó à. Nếu mà học mà không trả bài thì tôi không giảng tiếp đâu. Mà khi trả bài mà bài trước đã rành thì chúng ta mới tiếp tục học bài sau. Cũng như lớp mẫu giáo xong mới qua lớp 1, lớp 1 xong mới qua lớp 2. Mà muốn qua thì quý vị phải trả bài, tôi biết cái trình độ thì tôi mới giảng tiếp tục sâu hơn nữa. Còn nếu không thì chúng ta nghỉ vậy. Tôi còn giảng bữa rằm 30 thôi, Chủ nhật chúng ta nghỉ. Rằm 30 có để cho cái sự giảng cho tôi cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà làm có kết quả thì tôi làm. Còn làm để chơi chơi thì thôi nghỉ. Thì Phật tử tôi thấy đa số bây giờ hơi, đúng là hơi lười biếng đấy. Thì tôi thấy cái giáo pháp là quan trọng hơn hết trong đạo Phật. Thì Đức Phật cũng nói nữa, thì chỉ còn lại có giáo pháp thôi. Không làm các điều ác, chỉ làm các điều lành. Rửa lòng cho trong sạch. Thì cái này mới là quan trọng. Tức là rửa cái lòng cho cái nhận thức mình thực trong sạch. Thì chỉ có cái nhận thức mới đưa chúng ta xuống địa ngục. Chỉ có nhận thức mới đưa lên cõi trời. Và chỉ có nhận thức mới đưa tới giải thoát, tức là Niết Bàn. Mà chúng ta thấy ở thời Thái tử Siddhartha, 62 tôn giáo đều đưa cái nhận thức chuyển hóa, cải sửa, tức là cõi trời dục sắc vô sắc, chưa có đạo Phật. Tới chừng Thái tử Siddhartha sau 6 năm tìm đạo, ngài không thỏa mãn, cuối cùng ngài phải tự tìm lấy. Thì sau 49 ngày ngài mới tỏ ngộ được đạo Phật, và bắt đầu ngài thuyết cái bài kinh Sư Tử Rống. Thì từ đó mới có tứ sa môn quả là nhập lưu nhất dẫn lai bất lai vô sanh la hán. Nhưng ngài tính không ra giáo hóa, bây giờ đạo Phật rất là khó hiểu, nó đi ngược dòng đời, đi ngược dòng đời. Thành ra chúng sanh thì quen cái tập khí cải sửa rồi, thế là cái từ từ có pháp môn, có đạo sư và nương tựa vào cây gậy, chứ không có dám dứt gậy. Mà đạo Phật là phải dứt gậy, dứt tất cả cái gì dính mắc. Mà chúng ta nếu mà không dính mắc một cái gì là chúng ta không thể sống được, nhất là thời buổi này. Sống là phải có vấn đề, mà vấn đề là đau khổ, vấn đề là tư tưởng. Mà chấm dứt tư tưởng thì đó là một cái lầm. Tư tưởng không thể chấm dứt được, mà cũng không thể cải sửa được. Nếu cải sửa thì được tư tưởng tốt thôi, còn chấm dứt nó là nước mà không có sống, đó là nước chết. Thành ra chỉ có cách là thấy rõ nó. Mà thấy rõ thì hoàn toàn đi ngược với những cái phong trào tôn giáo, 62 tôn giáo từ xưa tới nay. Và cả đến nay cũng vậy thôi. Chúng ta tu là cải sửa. Tôi ra hỏi ngoài người ta coi, tu là gì? Ta nói tu là sửa. Không sửa là không thể tu được. Nhưng mà đạo Phật thì sửa là không đi tới giải thoát. Thành ra các tôn giáo đều lấy cái ý chí, tức là cái nghiệp, nghe còn kêu là mặt na, mới đưa đến giải thoát. Nhưng ý chí không đưa tới giải thoát được. Người ta nói là chế tâm nhất xứ, vô sự bất thành. Tập trung mạnh kỹ lâu sâu vào một đối tượng gì đó thì chúng ta có thể làm được tất cả những cái việc gì trên vũ trụ này. Nhưng đạo Phật thì giải thích khác.
Nếu mà tập trung kỹ mạnh lâu sâu thì chúng ta có thể làm được tất cả những cái gì về hiện tượng giới. Còn về bản thể thì nó chướng ngại cho con đường giải thoát. Thì cái chỗ này là chỗ khó nhất của Đạo Phật. Thì nói như vậy không có nghĩa là Bát Nhã, là Đạo Phật đi khác với Đạo, với 62 tôn giáo thường, không phải vậy. Trái lại Bát Nhã, phải hiểu thật rành, thật kỹ, phải như thật biết, sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự xuất ly ra khỏi các tư tưởng này. Chứ không phải bỏ tư tưởng mà phải hiểu thật rành những cái hóc búa, những cái xảo trá của tư tưởng. Khi mình thấy rõ nó rồi, mình không dính mắc nó, thì cái thấy rõ chính là Bát Nhã, chính là trí tuệ. Nhưng mà thường thường vậy, chúng ta đặt câu hỏi làm sao để thấy rõ, thì chúng ta là kẹt dòng cái dòng lẫn quẩn nữa. Nó khó là khó chỗ đó. Thành ra tôi đòi hỏi Phật tử là phải hiểu rõ cái tiến trình của bốn đường ác của người trời dục giới, tức là cõi dục, và cái tiến trình của cõi sắc, tức là sơ nhị tam thiền, và tiến trình của trời vô sắc, tức là tứ thiền và tứ không. Thì muốn hiểu cái đó là chúng ta phải học thuộc lòng thôi. Để chi vậy? Để chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghiền ngẫm lại. Nghiền ngẫm không phải một lần, mà cả chục lần, cả trăm lần, cả ngàn lần. Thì theo cái trình độ nhiều kiếp của mình, thành ra đòi hỏi một Phật tử một sự cố gắng thật là bền bỉ, thật là bền bỉ. Và chúng ta tu, chúng ta phải nhập định, ít nhất cũng phải nhị thiền, thì chúng ta mới có thể trăn trở, chúng ta bất mãn, và chúng ta mai ra chúng ta nhận được cái bất tử. Thì đòi hỏi ở quý Phật tử một sự cố gắng liên tục, bền bỉ và nhẫn nại. Trong kinh tôi nói là làm được những việc khó làm, nhẫn được những điều khó nhẫn, thì chúng ta mới có thể đi qua Bát Nhã được. Thì tôi không mong cầu đắc quả, bởi vì tôi không biết có đắc không nữa. Nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái bánh vẽ. Nếu mình thuộc lòng nó, nhiều khi trong cái sự đau khổ cùng cực thì nó lại hiện. Giống như A Nan, tôi đã nói với A Nan, mặc dầu con Đức Phật, Ngài chỉ cho tất cả những người khác đắc quả là hắn, mà chính Ngài chỉ có nhập lưu thôi. Thì bây giờ mình cũng tập đi như A Nan, tôi nghĩa là phải có cái bánh vẽ. Khi A Nan đau khổ cùng cực thì những cái bánh vẽ nó hiện ra, thì Ngài thấy được nó, Ngài mới đắc quả là hắn trong một đêm đó. Thì tôi cũng lặp lại một lần nữa là nếu Phật tử thấy rằng nó khó khăn, bởi vì tôi đòi hỏi pháp này rồi, còn phải về sắp xếp cái thời khóa biểu để có tỳ giờ thiền định, mà ngồi thiền ít nhất cũng 2 tiếng, còn không được thì 1 tiếng cũng được, 1 đêm 3 thời cũng được, 2 cũng được, 1 cũng được, chứ không bắt buộc phải 3 thời hay là 2, 1 cũng được, không bắt buộc phải 2 tiếng, có thể 1 tiếng cũng được, nửa tiếng cũng được, rồi từ từ mình lên, nhưng phải liên tục. Đó là cái khó, không được gián đoạn ngày nào hết. Nhiều ít thì tùy theo có hoàn cảnh của mỗi người, cái đạo Phật không bắt buộc. À, quý vị có thể ngồi 2 tiếng, không được 1 tiếng, không được nửa tiếng, không được nửa 15 phút. Nhưng mà không phải 15 hoài đâu. Quý vị cái điều đặn rồi, quý vị sẽ thấy tự nhiên mình lên được 2 tiếng thôi. Nó dễ dàng, chứ không phải nhảy vô mà ngồi 2 tiếng là không có ai làm được cái vụ đó. Nhưng mà quý vị có bền hay không? Có tinh tấn hay không? Chứ tinh tấn được từng dịch là chữ bền cho quý vị hiểu. Thành ra đối đạo Phật, người khôn, người ngu, người giàu sang, người nghèo, người hèn, không quan trọng. Mà quan trọng ơi của cái bền. Như nói chuyện với Phật tử, có nhiều người nói tại con nghèo quá. Đâu phải nghèo mà tu không được. Bởi vì đạo Phật để cho mấy người giàu tu sao? Còn mấy người có phước báo thì tu được, còn mấy người không phước báo tu không được sao? Chúng ta nên nhớ không có vấn đề đó.
Nếu chúng ta bền bỉ là chúng ta vượt qua tất cả, vượt qua tất cả. Thành ra quý Phật tử phải hiểu vấn đề đạo Phật. Tôi thường giảng về vấn đề nhân quả và nghiệp. Nhân quả kiếp trước mình kém tu hành thì kiếp này có phước báo mình không có. Tất nhiên phải nghèo, phải tật nguyền, phải ngu si, đủ thứ hết. Còn người ta phước báo nhiều kiếp, ta giàu có, người ta lại là không có tật nguyền, đủ căn lành. Nhưng mà cái đó đối đạo Phật không quan trọng. Tôi nói để quý vị phải hiểu. Đây tôi cho một cái thí dụ, như trong kinh thường cho thí dụ đó. Bây giờ cái phước báo như nước mưa đi, nước ngọt. Còn cái tội lỗi, cái kém phước của mình giống như muối đi. Thì quý vị thấy nếu một chén nước mưa, một chén phước báo, mà quý vị bỏ muối vô đó một muỗng canh, thì nó mặn chát rồi. Tại sao vậy? Tại cái phước báo mình quá kém, mà cái tội lỗi, cái nghiệp, tội lỗi mình quá nhiều. Để một cái chén nước mà bỏ một muỗng canh vô thì nó mặn chát thôi. Nhưng quý vị cố gắng làm cho cái nước mưa này nó được chừng năm đôi, thì quý vị bỏ vô một muỗng ăn canh không ăn thua gì hết. Nếu có cái giấm này nó hơi ngọt thêm nữa, cũng như canh mà ăn không ngon bỏ chút xíu muối vô nó ngọt thêm. Còn nếu quý vị tiếp tục bền bỉ nữa, được chừng một cái hồ nước 500 đôi, thì quý vị đổ vô đó, giờ đừng nói một muỗng, 10 muỗng, nó cũng vẫn ngọt thôi. Thành ra trong cuộc sống chúng ta thấy có nhiều người đừng có so sánh. Có nhiều người người ta giàu sang, ta đầy đủ căn lành, người ta là vô học thường nữa. Còn mình thì nghèo, tật nguyền, phước báo không có, thôi vậy không đến học nữa. Như vậy là cuộc đời mình tiếp sau cũng ngổ giáo thôi, sanh lên cũng tật nguyền nữa thôi. Bởi mình đâu có phước, mình một chén nước rồi kiếp này kiếp sau mình có một chén nước đó thôi. Thì cái đời đời kiếp kiếp mình là cái người ngu tối mãi, chi bằng bây giờ cố gắng. Thì chúng ta thấy ông bác sĩ, ông bác học nào bắt đầu cũng từ mẫu giáo thôi. Tính Đức Phật cũng vậy. Kiếp trước Ngài đã từng giết mẹ, Ngài từ địa ngục Ngài bò lên. Nhưng mà Ngài rất là bền bỉ. Mình coi cái gương đó mình cố gắng. Nếu cố gắng ra, tôi yêu cầu quý vị một sự bền thôi. Quý vị đừng có so sánh. Thành ra tôi thấy trong này nhiều người so sánh lắm. Rồi vô đây làm phước không à? Không có chịu tu trí huệ. Mà trí huệ là gì? Là pháp lý. Thành ra Đức Phật có nói là có tứ nan, bốn điều khó nhất. Một là nhân thân nhân đắc, làm được thân người là có một vấn đề khó khăn. Thì chúng ta học bài kinh số 6, từ địa ngục vô gián, tiến lên địa ngục khổ gián, rồi tiến lên tới ngạ quỷ, rồi tiến lên tới súc sanh, rồi mới tiến lên tới người, biết bao nhiêu ngàn ngàn kiếp. Rồi nếu được thân người mà không tu nữa thì xuống địa ngục nữa, giết cha giết mẹ làm đủ tội lỗi hết, rồi hoặc là sát sanh thì xuống ngạ quỷ súc sanh nữa. Thì chi bằng bây giờ mình cố gắng. Thành ra Đức Phật nói là nhân thân năng đắc, được thân người rất là khó. Chưa chắc quý vị chết mà quý vị làm mang được thân người, mình phải nhớ chỗ đó. Rồi thiện duyên nan ngộ, sanh ra làm được sanh người mà đầy đủ căn lành, không tật nguyền gì hết, mà lại biết tha thiết và Phật pháp nữa. Cái này là cái khó thứ hai. Phật pháp nan văn, nghe được lời lẽ chánh pháp là cả một vấn đề khó khăn nữa. Như thời buổi này là Đức Phật nói thời Phật pháp, tức là cái pháp của đạo Phật nó đã muốn mất rồi. Mà tôi thấy mất thiệt đấy. Bây giờ chỉ còn pháp người trời, chứ còn pháp Phật không còn nữa. Tôi đã trăn trở 40 mấy năm qua cái bài kinh mà sư tử ống á, thì tôi không biết cái đạo Phật với đạo người trời, cái tôn giáo cải sửa nó khác nhau làm sao. 40 mấy năm tôi trăn trở, bây giờ tôi thấy được. Nhưng mà tôi già rồi, chứng đắc thì tôi không biết sao. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái giáo lý tôi giảng nó rất sáng tỏ. Nó sáng tỏ. Thì ở đây là tôi chỉ trao đổi quý vị thôi, để quý vị thấy rằng những cái tôi giảng mà áp dụng cho chúng ta, áp dụng cho tất cả mọi người,
mà đem lại hạnh phúc cho mình và tất cả mọi người, thì chúng ta thấy cái đó là đúng, chúng ta thực hành theo thôi. Chứ bây giờ không có Phật làm sao tỏ ký là cái tôi giảng pháp là đúng theo đạo Phật. Nhưng mà Đức Phật có nói, khi mà Ngài giảng ở cái dân Kalama vậy đó, thì dân nó mới hỏi là ở đây có gần 60 tôn giáo lại giảng. Bây giờ tới Ngài giảng ai cũng nói đạo đó là đạo chánh hết, rồi tụi con biết cái đạo nào là đúng mà con theo. Thì cái câu Đức Phật nói đó, con đừng theo ai hết, dầu tôn giáo nào, dầu cho chính Đức Phật cũng đừng bao giờ theo, cũng đừng bao giờ bỏ. Con cứ lấy cái đó con áp dụng vào trong cuộc sống của con, dầu tôn giáo đó là của ai, dầu là của tổ tiên, của truyền thống, của bất cứ một giáo chủ nào có hào quang, các con cũng đừng bao giờ tin. Cả tới Đức Phật cũng đừng bao giờ tin. Mà con áp dụng vào cuộc sống của con, mà đem hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi loài. Mọi loài tất là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đem hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người. Thì đây là đúng, các con cứ hành theo. Thì chúng ta thấy đạo Phật dạy cái gì? Ở đây tôi giảng cho cái gì? Không làm các điều ác, phải làm các điều lành. Và tiến trình năm quẩn là cái tâm phải cải sửa cho trong sáng để nhận lại cái bất tử. Có ba điều thôi. Đó là đạo Phật trước khi mà Ngài diệt thì Ô Sợ Thiền Sư có lập lại cái câu đó. Khi ông Tể Tướng nói giờ Ngài nói về đại ý của Phật Pháp cho tôi nghe, thì nói đạo Phật có cái không làm điều ác, làm các điều lành, rửa lòng trong sạch. Đó là ba điều Phật dạy thôi. Thì ông Tể Tướng nói có đâu nít 3 tuổi nó còn biết mà. Ngài nói đúng rồi, còn đích 3 tuổi nó cũng biết. Nhưng ông già 80 tuổi chưa chắc làm được. Thì chúng ta học bây giờ chúng ta thấy quý vị tọa năm giới quý vị chưa chắc quý vị làm được đâu. Thì không sát sanh mà phải phóng sanh, thì quý vị có đàm ai khổ đau không? Mình không giết người, không giết loài thú lớn, thì mình cảm thấy hạnh phúc. Mà loài thú nó được tha nữa, mình không giết nó và còn phóng sanh nữa, một người ở tù mà được tha, mình cứu mạng, thì người đó rất là hạnh phúc. Và khi mình cứu được người ta, mình cảm thấy vui vẻ, cả hai đều vui hết. Còn mình giết nó đau khổ, nó trả thù, mình về, cái lương tâm cắn rứt, cả hai đều khổ sở hết. Thì chúng ta thấy rõ ràng vậy là đúng rồi, còn có gì nữa. Rồi không trộm cắp mà phải bố thí, mình lấy của không cho, trộm chứ không đa người ta, thì người bị mất không đa khổ sở. Mà mình đem về mình an tâm không? Mình sợ công an nó bắt mình, thì cả hai đều đau khổ hết. Mà chẳng những vậy mình còn bố thí nữa, cũng như về sau này mừng bấy đó gấp quỷ lão, mình đem tiền bạc của mình tiện tặng mình giúp đỡ cho người ta. Người ta qua cơn đó, người đó cảm thấy mừng, mình cho mình cảm thấy hạnh phúc, cả hai đều an vui hết. Thì nó rõ ràng quá rồi còn gì nữa. Thì tôi nói hai giới thôi, còn cái thứ ba là không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không ghiền các chất sai. Thì quý vị suy nghĩ là biết. Thành ra chúng ta thấy có bốn điều nhân thân năng đắc thì chúng ta được rồi đó. Thiện duyên năng ngộ, thành ra cõi đời mà lành lặn mà lại được nghe pháp nữa, đó là điều thứ hai chúng ta cũng được rồi đó. Phật pháp lan văn bây giờ được nghe chánh pháp, nhất là thời buổi này. Chúng ta thấy là Đức Phật nói về mặt pháp này khó và rắc quá, nhập lưu lắm. Thì chính tôi đó, tôi thiền là tôi không có tin tịnh độ. Nhưng mà sau này tôi thấy có phương tịnh độ thời buổi này rất là hợp. Bởi vì muốn đắc quả nhập lưu rất là khó. Mà nếu chúng ta sanh về cõi trời, thì giống như Luân Võ Đế và Đạt Ma, chỉ hưởng bất phước rồi cũng phải luân hồi thôi. Đó là pháp môn hữu lậu. Phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Thì chỉ bằng Đức Phật mới biết cái đó, mới nói thôi các con chỉ cần nhất niệm, thay vì sanh về cõi trời, các con phát nguyện A-di-đà ở giúp con về cõi Phật, thì các con vẫn về cõi Phật thôi. Thì chúng ta đó là cái điều hy hữu, chỉ có một mình tịnh độ mới dám nói là nhất niệm sẽ thành Như Lai. Còn tất cả pháp môn khác thì nhất niệm là sanh về cõi trời thôi. Mình qua không có cuộc. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thì trong bốn điều nhân thân năng đắc chúng ta có rồi. Thiện duyên năng ngộ là chúng ta đầy đủ căn lành.
Phật Pháp Năng Văn chúng ta cũng được luôn. Có Phật Quốc Năng Sanh là chúng ta không có, tôi cũng không được. Sanh ra đời gặp Phật, bây giờ Phật đã tịch lâu rồi, thì còn được. Phật nói Đức Như Lai 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chưa phải là Phật. Đó, Phật là gì? Phật là Pháp. Sau khi ta tịch, ta để Pháp lại, nó sẽ ủng hộ các con. Hãy coi pháp lý là thầy mãi. Bao giờ mà pháp lý còn thì cũng như ta còn tại thế. Các con phải thực hành theo đó thì pháp chính là thầy. Thầy của chư Phật, thầy của các con. Thì pháp có hai, một cái pháp sát na và cái pháp chu kỳ. Thì chu kỳ dễ hiểu rồi đó. Còn pháp na thì, sát na thì rất là khó hiểu. Rất là khó hiểu. Mà pháp sát na lại là pháp của tịnh độ. Pháp chu kỳ là pháp của quế độ. Chu kỳ là dục giới, sắc giới, vô sắc. Còn sát na là pháp của tịnh độ. Mà muốn hiểu tịnh độ để đừng dính mắc vào chu kỳ thì phải hiểu chu kỳ cho rành rõ. Còn nếu chúng ta hiểu không rành rõ là chúng ta cải sửa, chạy trốn, thăng qua. Mà chúng ta thấy cái gì chúng ta không hiểu rõ, chúng ta chạy trốn, chạy hoài được không? Dĩ nhiên không được. Khi gặp rồi là dính mắc. Khi gặp là dính mắc. Mà cái không rành rõ, đạo Phật thường kêu là vô minh, không sáng. Không sáng. Thành ra Đức Phật sau khi Ngài ngồi thiền, Ngài thấy là không có bỏ tam giới, Ngài tưởng đâu là đắc niết bàn rồi, bỏ cõi đời này đi ở trên chín tầng mây. Không có vụ đó. Cái đó là cái hiểu lầm. Rất nhiều tôn giáo cho rằng niết bàn của đạo Phật là hư vô, là hư không. Hư không đây không phải là không có, mà là không dính mắc. Chữ không đây là không dính mắc vào tam giới. Không dính mắc vào tam giới có nghĩa là ở trong tam giới mà thấy rõ tam giới thì không bị nó lôi kéo. Còn mà chạy trốn tam giới tức là dính mắc tam giới. Hay mình sợ gì mà chạy trốn là tất nhiên còn dính. Như tôi thường thí dụ đó. Thí dụ được chạng vạng mờ mờ 7-8 giờ đi thấy cây cây ở dưới, ở dọc đường. Mà trời tối đâu có biết gì, tưởng là con rắn. Tưởng là con rắn là bởi vì lờ mờ. Lờ mờ thì sanh ra nghi, mà nghi thì sanh ra sợ. Sợ là có vấn đề, mà vấn đề là đau khổ. Thì một là la làng, hai là chạy kiếm khúc cây, ba là cầu cứu mọi người, bốn là kiếm đèn. Có biết bao nhiêu vấn đề để coi cái vật gì nằm ở trên đất đấy, phải là con rắn hay là khúc cây. Thì tất cả tôn giáo là do ở chỗ đó, chỗ lờ mờ mới sanh ra biết bao nhiêu tôn giáo, 62 tôn giáo. Mà tôn giáo nào cũng lờ mờ, hay lờ mờ là có vấn đề, mà vấn đề chính là đau khổ. Đó là thế giới của chu kỳ. Do dùng cái tư tưởng mà tìm hiểu sự vật. Khi mà có cái đèn trí huệ tới rồi, thấy rõ là khúc cây, thì vấn đề chấm dứt, sự đau khổ chấm dứt, sự sợ sệt không còn nữa. Nhưng mà trí tuệ là cái gì? Làm sao để đạt trí tuệ? Thì cái này là một vấn đề nhức nhối của người xưa và của người nay, và có lẽ mãi mãi về sau. Tôi cũng trăn trở, tôi cũng là nhức nhối với nó. Nhưng mà tôi thấy bây giờ tôi giảng tương đối nó sáng tỏ. Thành ra đây chỉ trao đổi với vị, còn chứng đắc hay không thì chính tôi cũng không biết nữa. Thành ra tôi chỉ trao đổi với vị thôi. Vì tôi thấy hồi xưa tôi mới để mấy câu chuyện để chứng tỏ cái lập luận của tôi là ông Quyền Giác, ông chứng đắc rồi. Nhưng mà ông cũng còn nghi, không biết mình thật sự chứng đắc hay là bị ngủ ám ma. Hồi xưa đó thì ngũ tổ Huệ Năng sanh ra là đã chứng đắc có lẽ nhiều kiếp. Rồi Ngài cũng không biết mà có chứng đắc không. Chỉ chừng nghe một câu ưng vô sở trụ nhi sanh tùy tâm của ngũ tổ Hoằng Nhẫn đó, thì ổng ngộ liền. Nhưng mà không biết có đúng hay không, mới đi tìm ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn mới thọ ký là đúng, mới trao y bát cho Huệ Năng. Thì cách mấy chục năm sau, ông Quyền Giác này cũng vậy. Ông 7 tuổi là đi xuất gia rồi. Ông đọc kinh sách rồi
ông tu về Tam Luận Tông, tức là thiên thai không giả trung. Ông ngộ được đắc đắc quả, nhưng mà không ai thọ ký, không biết thiệt hay là ma. Vì cái ngũ ma nó khó lắm, chúng ta coi kinh Thủ Lăng Nghiêm mới thấy ngũ ma là cả một vấn đề. Thì ông gặp quyền sách mới là hai người trao đổi thì thấy tương tự nhau. Thì nhờ quyền sách thọ ký cho ông là đúng chánh pháp. Thì quyền sách nói tôi đệ tử Huệ Năng, tôi không đủ cái khả năng để mà thử ngài đâu. Trao đổi như vậy nhưng mà còn cái chiều sâu của ngài có đúng hay không. Nhưng ngài muốn đi, ngài đi Huệ Năng là thầy của tôi. Mới dẫn Huệ Năng thì chúng ta thấy là quyền giác đâu có học cái gì đâu. Không có học pháp môn gì hết. Hai thầy trò trao đổi. Kia là dĩ tâm truyền tâm, dĩ tâm ấn tâm. Cái tâm của quyền giác, cái tâm của Huệ Năng là tương đương nhau. Chỉ trao đổi là biết ông quyền giác là chứng đắc thế thôi. Thì chút nữa tôi sẽ kể câu chuyện đó. Quý vị thấy là giữa quyền giác và Huệ Năng không có học hỏi cái gì hết. Chỉ qua cái chất vấn, cái gì gài bẫy cho quyền giác lọt vào cái thế tư tưởng. Nhờ quyền giác đó đắc rồi làm sao lọt được. Thì qua 3-4 lần vấn đáp thì Huệ Năng biết quyền giác là chánh đúng là bát nhã. Chút nữa tôi kể lại câu chuyện đó để mà quý vị thấy. Còn câu chuyện thứ hai là câu chuyện của Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma là chánh, đúng là chánh pháp á, là tổ người đã chứng đắc rồi, được thọ ký từ Phật Thích Ca mà. Nhưng mà khi qua tới Trung Quốc đời gấp Lương Võ Đế. Lương Võ Đế giống như quý vị đó, là tượng trưng cho người cư sĩ đã nắm được cái Phật pháp, cái bánh vẽ thôi, mà cái chứng đắc thì không có, không có chứng đắc, chỉ có cái môi mép có nghe pháp như quý vị đó. Thì Chí Công Thiền Sư là A La Hán là dạy cho ngài. Nhưng mà chúng ta biết là cái công việc của nhà vua làm sao mà ngồi thiền được, làm sao mà thủ công phu được. Thuận trị hoàng đế là ông vua chánh đạo đó, mà khi gặp ông Ngọc Lam rồi đó thì cuối cùng ông than. Ông cũng hiểu giống Lương Võ Đế mà ông hay hơn, khá hơn. Ông có một câu, con bài thơ tôi rút ra hai câu thôi, nó bài thơ dài lắm. Bách niên thế sự tam canh mộng, bất cập tăng gia bán nhật nhà. Thì cái bài thơ đó là thiên hạ tầm lâm bán thị sơn, bác du đáo sứ nhậm quân xa, quỳnh kim bạch ngọc phi di quý, di hữu ca sa phi cánh nạn, trẫm thị đại địa sơn hà chủ, ta đây là đại địa làm chủ hết sơn hà. Bách niên thế sự tam canh mộng, sẫm trống 100 năm giống như giấc mộng canh ba thôi. Bất cập tăng gia bán nhật nhàn, không bằng nhà sư nửa ngày nhà. Nghĩa là sống 100 năm mà không bằng ông sư sống có nửa ngày. Nửa ngày mà sống nhàn, còn chấm 100 năm mà lo thế sự, làm chủ sơn hà, nhưng mà di quốc di dân sự tối phần, vì nước vì dân trong công việc bề bộn, không thể mà để cái tâm rỗi rảnh đi sâu vào giáo pháp. Tẩm có học nhưng mà không có nghiền ngẫm. Thì quý vị bây giờ cũng vậy, đa số học thì lên đây học rồi về lo làm ăn không, không có nghiền ngẫm. Thì tôi thấy quý sự không có như Lương Võ Thuận Trị hoàng đế, tất nhiên là cũng đổi rảnh hơn. Thôi mà gắng sắp sắp thời có biểu, một ngày 15 phút nửa tiếng để nghe giáo pháp mà về nghiền ngẫm. Vì đạo Phật là văn, tư rồi tu. Tư là ngồi thiền, văn là nghe pháp. Nghe mà không, giống như con trâu ăn cỏ mà không nhơi lại thì cũng là cỏ nguyên thôi. Quý vị sình bụng. Ở đây tôi thấy có nhiều người sình bụng đấy. Trả bài rất hay, nhưng mà lộn xộn tùm lum hết trơn. Học bao nhiêu giáo pháp mà ọc ra, như con trâu ăn cỏ ọc ra còn cỏ nguyên rồi thôi. Thiếu cái ngồi thiền. Mà không ngồi thiền thì làm sao thành thương gia, làm sao tiêu hóa được. Nó sình bụng. Mà tôi biết như vậy là thiếu thời giờ để mà thiền định. Mà thiền định thì khó, dĩ nhiên khó, không có cái gì dễ. Quý vị thấy quý vị mà ăn cơm coi,
Mới đầu ăn là đổ tháo tùm lum, mà từ từ tập riết rồi đó, lần ăn mới được. Quý vị làm cái gì như dạng sự khởi đầu nan, thành ra quý vị có bền hay không? Quý vị té một hai lần, té chừng 10 lần quý vị nằm giả luôn, bỏ cuộc. Ở đây tôi thấy nhiều quá, có nhiều người làm phước, có thể nói là làm công quả, làm phước ở trong tịnh xá Ngọc Vân hạng nhất. Mà giáo pháp thì hạng bét. Tôi khuyến khích hoài, không được thì thôi. Không được thì thôi, tôi không bắt buộc. Bởi vì cái đó là cái sanh tử của mỗi người, tiếp sau trở lên nữa, trở lên mẫu giáo què vặt nữa. Thì tùy quý vị thôi, tôi là chỉ có hù thôi. Là bữa nay tôi muốn hỏi lại, nếu quý vị thấy khó khăn thì tôi nghĩ tôi cũng già lớn tuổi rồi, sức khỏe tôi cũng yếu, nếu mà không chịu học nữa mà tôi cả bài không được là tôi nghĩ một tháng 4 ngày chủ nhật thì tôi nghĩ tôi còn giảng rầm 30. Còn nếu tôi thấy ấy nữa, quý vị không tha thiết là giao cho quý sư giảng, tôi nghĩ hình đâu quý vị phải cố gắng. Tôi cũng cố gắng, quý vị cố đâu, tôi già mà tôi còn cố gắng giảng, mà giảng đâu phải ấy, tôi phải về tôi trăn trở, tôi làm sao cho giảng nó dễ dàng cho quý vị hiểu. Tôi tìm đủ thí dụ hết để cho quý vị nó dễ hiểu. Rồi quý vị lười biếng quá, tôi biết làm sao vậy. Phải cố gắng chứ, cuộc sống là luôn luôn nó bề bộn. Nhất là thời buổi này, chạy ăn từng bữa tốt mà hơn. Như quý vị thấy ở đây tôi tạo cái điều kiện cho người xuất gia rất là dễ dàng. Dù không làm cái gì hết, ông con là công quả thì sáng làm có một hai tiếng hồ. Từ đó tới chiều không có làm gì hết. 3 giờ học giáo pháp tới 4 giờ, 4 rưỡi. Rồi 5 giờ ngồi thiền tới 7 giờ. Rồi ngủ lại tới 11 giờ, ngồi tới 1 giờ. Rồi ngủ lại tới 3 rưỡi, ngồi tới sáng. Rồi sáng cũng trở lại, nếu chỗ nào có đắp y rồi đi bác, có vậy thôi. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không điện thoại di động, không điện thoại bàn, không làm gì hết. Thế mà không tu được. Vô đây xuất gia rất nhiều mà ra đời cũng hết trơn. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ nguy hiểm, nhàn cư di bất thiện. Chính cái nhàn đưa mình tới giải thoát, mà chính cái nhàn đưa mình tới sanh điều chuyện bảy bạ. Nhàn cư di bất thiện. Vậy ông vua Thượng Trị ông nói đó, bất nhiên thấy sự tam canh mộng, sẵn tẩm để sống 100 năm cũng như giấc mộng canh ba. Bất cập tăng gia bán nhật nhàn, không bằng ông sư có nửa ngày nhàn. Nhàn đây không phải là để chơi, mà để tỉnh trí đùi nghiền ngẫm cái giáo pháp cho sâu, cho kỹ, cho lâu, để rồi thấy rằng cái ý chí là cái quan trọng nhất trong việc tu hành. Tất cả tôn giáo đều lầm chỗ đó, nhưng mà qua giải thoát, ý chí chướng ngại con đường giải thoát. Mà nếu không có ý chí, làm sao mà thấy rằng cái ý chí là chướng ngại? Cái chỗ đó là cái chỗ quý vị phải hiểu. Thành ra chúng ta thấy trên đời mấy vị mà anh hùng như Nã Phá Luân, Đích Tốt Cô Lôn, Kha Lung Bố, mà tìm ra thế giới này kia, các nhà bác học là nhờ ý chí các ngài rất là mạnh. Các ngài sáng tạo ra đủ thứ hết. Muốn có thần thông như ngoại đạo, có ngũ thông thì cũng phải có ý chí. Quý vị trả bài cho hay cũng nhờ ý chí. Nhưng mà cuối cùng giải thoát, đắc niết bàn, đắc cái bất tử, ý chí lợi lạc một sự chướng ngại. Mà những thấy được ý chí chướng ngại là cũng nhờ ý chí. Khi ý chí nó thăng qua lên cao rồi thì nó mới thấy nó chướng ngại trên con đường giải thoát. Nó là cái chướng ngại cuối cùng. Vì bốn mấy năm tôi trăn trở, tôi thấy ở chỗ đó. Thành ra chứ gì thấy là A Lại Gia Thức, thức thứ 8. Nó là đứng lặng, chuyển biến. Mà đứng lặng thì chơn, mà chuyển biến thì vọng, chơn vọng hòa hợp. Nếu mà nó thăng qua lên nữa, nó không phải tôi thăng qua không có đúng, nó mà lên cấp nữa, nó chuyển biến nhanh nữa, thì nó thành mặt trăng thiệt, tức niết bàn tịch tịnh. Đây là con đường giải thoát. Còn nếu nó sao động thì nó thành đau mặt na, thì ra ý chí.
mà ý chí chịu dừng lại thì nó thành ra niết bàn, thành ra A-la-gia, tức là chân vọng hòa hợp. Rồi chân vọng hòa hợp mà nếu lặng lẽ nữa, chuyển biến nhanh nữa, một cách thần tốc, thì thành niết bàn tịch tịnh. Đây mới là cái chỗ cuối cùng mặt trăng thiệt. Rồi suy mà nó chuyển biến chậm lại thì nó thành ra thần thức, tức là ai là gia thức của chúng ta, mặt trăng. Mặt trăng thứ nhất. Rồi mặt trăng thứ nhất này mà sao động nữa thì thành mặt na. Đây là thế giới của quế độ. Rồi chính cái ý chí này, cái mặt na này mới xuống thành tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, trời dục giới, trời người, rồi bốn đường ác. Thì nguyên nhân của luân hồi sanh tử của quế độ chính là ý chí, là mặt na. Rồi mặt na làm sao mà để trở về chân tâm, làm sao thì lọt vào cái thế lẫn quẩn của mặt na. Chỉ khi nào mặt na nó thấy rằng nó sao động mà chuyển biến là bất lực trên con đường giải thoát, nó dừng lại. Mà muốn dừng lại là nó phải thấy rõ cái sự chuyển biến, cái sự hóc búa, cái sao động, cái bếp xếp, cái xí soạn của tư tưởng và của mặt na. Chỉ có cách đó thôi, không có pháp môn nữa. Thì cái này 62 tôn giáo bạn là từ xưa không tìm được, không tìm được. Chỉ có Đức Phật Ngài ngồi 49 ngày thì Ngài mới thấy là cái ý chí này, tôn giáo bạn đều dựa vào nó. Muốn làm cái gì không có nó là không làm được. Chế tâm nhất xứ, vô sự bất thành, tập trung mạnh, kỹ, lâu, sâu. Thì muốn làm tiên, làm trời, có năm thông đều khó được hết. Nếu không ý chí là không đắc ngũ thông, nhưng mà không thể đắc lục thông được. Lậu tận là ý chí không xen vô đó được. Thì đây tôi muốn giảng quý vị cái đó, mà tôi thấy cái đó thì khó. Khó là chúng ta phải hiểu cái chuyển biến của quế độ, tức là từ địa ngục khổ gián, vô gián, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời dục giới, cõi người, trời dục giới, trời sắc giới, vô sắc. Phải hiểu được sơ, nhị, tam, tứ thiền. Cái chuyển biến như thế nào phải hiểu cho nó rành. Phải như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt của nó. Thì có đâu đòi hỏi quý vị phải khó rồi đó. Mà không phải là tôi có giảng sơ sơ quý vị về lỗ tai đây bỏ bên kia, bỏ bắt buộc quý vị phải nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm rồi quý vị phải nói ra cái hiểu biết của mình. Thì có đó cả một vấn đề khó khăn. Nếu quý vị lừa biến, quý vị không thể làm cái này được. Thì quý vị suy nghĩ cho kỹ. Một là quý vị thấy khó quá thì thôi nghỉ. Tôi cũng nghỉ. Còn nếu quý vị chịu học thì quý vị cố gắng, tôi cũng cố gắng. Chúng ta cùng tiến nhau. Tôi bây giờ cũng chưa có biết đắc thánh quả hay không, nhưng mà tôi thấy cái giáo pháp nó quá sáng tỏ. Thì tôi muốn trao đổi với quý vị. Tôi đã từng nói đây là trao đổi với nhau, không có ai đây, không ai thầy, không ai dạy ai hết đó. Nhưng mà qua 40 mấy năm trăn trở tôi thì tôi thấy nó quá hay, nó quá sáng tỏ. Vì tôi coi nhiều kinh mà không thấy ai giải thích cho rành. Bây giờ tôi thấy tôi giải thích tương đối nó rành. Thì bây giờ học là phải có được một cái gì nó sáng tỏ, chứ học mà cứ mờ mờ rồi bỏ qua thôi học cái chi. Mệt tôi mệt quý vị, không ích lợi gì hết. Thành ra bữa nay tôi phải hỏi lại, nếu quý vị chịu học tiếp tục là phải sắp xếp thời quả biểu, phải văn rồi phải tư. Cái tư là về tư gia của quý vị đó, về nhà phải bớt công việc lại. Chứ không phải biểu quý vị tu rồi quý vị nhịn đói, không phải vậy. Quý vị vừa làm vừa tu, bớt công chuyện lại. Nhờ bớt công chuyện thì sao? Thì tất nhiên là chiến thú. Mà cuộc sống mình đâu phải sống để mà ăn, mà là ăn để mà sống. Thì quý vị, tôi thấy có nhiều Phật tử dùng cái danh từ rất hay đó. Tôi hỏi sao lúc này vậy rồi có thể tu được không?
nói tụi con bây giờ không được sống như xưa nữa sư, xưa tụi con ăn xài dữ lắm, bây giờ tụi con bớt lại rồi. Tôi nói bớt vậy là sống được không? Nói được, tụi con có thì giờ tôi học, tụi con gói ghém thì tụi con vẫn sống được. Tôi thích chữ gói ghém, tôi thấy danh từ đó là lạ mà tôi thấy nó hay. Tụi con mặc dầu bây giờ lo học bớt làm thì tất nhiên ăn xài tụi con phải bớt lại, phải dè sẻn lại. Chỉ dè sẻn như chịu gói ghém thì con cũng vẫn đủ sống thôi. Thì tôi thấy những người vậy là mình tu được rồi. Tôi biết là cái giáo pháp là quan trọng, rồi bây giờ giáo pháp thì phải có ăn, có thực mới vượt được đạo, mà ăn vừa đủ thôi. Thì tôi nói thường có bốn cái: ăn, mặc, ở, bệnh. Mà cái ăn là cái đứng đầu, nhất là vấn đề ăn chay. Tôi thấy đây rất hay, tôi rất kính phục. Người thọ năm giới là ăn chay trường rồi, thường thường là người khó lắm, chẳng ăn chay là khó, nó có 10 ngày thôi mà bây giờ ăn chay trường chứ vậy, để dè sẻn lại, gói ghém lại cái cuộc sống cho nó có thì giờ để mà tu tập. Thì nếu quý vị như vậy hết thì cực khổ có mấy tôi cũng giảng thôi, còn quý vị thấy quý vị không làm được thì thôi nghĩ vậy. Tôi cũng thông cảm quý vị là thời buổi này rất là khó khăn, mà quý vị cũng thông cảm tôi là tôi đâu có đắc quả, tôi cũng khó khăn, tôi cũng trăn trở, nhưng mà tôi may mắn hơn là tôi rất rảnh. Nhưng bây giờ cũng không rảnh lắm rồi đó, hồi xưa đó tôi rảnh, bây giờ tôi phải trụ trì rồi phải thâu đệ tử rồi Phật sự nữa. Nhưng bây giờ tôi lớn tuổi rồi, tôi tránh bớt thì tôi ngồi tôi tham thiền. Bây giờ già rồi không có ngồi như xưa nữa, thì tôi ngồi trên ghế tôi cũng thiền định được thôi, nhờ nó cũng quen rồi. Thì chỗ nào vắng lặng, nhất là đi ra những cái bãi biển đồ đó, tôi dễ đi vào giáo pháp, tôi nghiền ngẫm rất sáng tỏ. Thành ra tôi thường đi ra bờ biển hoặc bờ sông để tôi đi sâu vào đó, chứ không phải quý vị mà chung vô cái cốc rồi vô cái nhà mình dành cho vách như vậy rồi đó, nó sanh đủ cái ngũ ám ma hết. Bóng tối là đồng lõa với tội ác, ngồi trong đó thì cái đó có ông sư nào không dạy không, Phật tử đây cũng có một số teo à. Ngồi thiền trời đất cũng chết, mình lấy cây xuông chùm hết cái đầu lại, rồi vô phòng đóng cửa lại, trời ơi thấy tùm lum hết, nó ấn chứng đó, ma cho ấn chứng đó. Mình ra chỗ thoải mái, không khí tốt lành, rồi trước mặt mình một cái khoảng trống bao la, thì cái tâm hồn mình nó cởi mở ra. Mình sống là muốn được cái tâm thì phải nhờ xuất thân và hoàn cảnh, nhất là hoàn cảnh. Hoàn cảnh ảnh hưởng như người sơ cơ rất là quan trọng, thầy sáng bạn lành. Thành ra quý vị ngồi thiền, quý vị thấy mà chung vô trong nhà mình rồi mở đèn để ông mở quạt máy là chết, vì ra ngoài trời gió thoảng mát nha. Rồi quý vị trước mặt quý vị là một cái bãi biển hoặc một cái dòng sông rất lớn, rồi hay là trên cái ngọn núi bao la, quý vị sẽ thấy cái tâm mình đó không có bao giờ ngủ được. Rồi giáo pháp quý vị sẵn ở chừng đó nó tràn ra, quý vị mới nghiền ngẫm nó, mới hiểu nó mình từ đâu mà đến. Rồi địa ngục hữu gián, địa ngục vô gián, rồi súc sanh, rồi cảm giác ngạ quỷ nó khác nhau sao, quý vị sẽ thấy tỏ trong đó. Rồi quý vị nghiền ngẫm thì nó vào trong a la da của mình, trong thần thức của mình. Rồi quý vị trả bài từ trong đó nó ra, khi quý vị đã chín mùi rồi. Cũng như niệm Phật thì bắt đầu không có chủng tử niệm Phật, biện niệm rồi cái nó xen tạp cái tạp niệm hoài. Quý vị làm hoài, riết là chủng tử niệm Phật nó đầy rồi, tự nhiên nó tràn ra cái này kêu là nhất niệm. Thì tới chừng đó là quý vị trả bài một cách dễ dàng thôi. Tôi thấy trả bài là tôi đồ quá trời, những ông gì bữa đó nhỡ có ngồi đó mà đọc có giấy đâu mà ngồi gặn hoài bốn mấy phút. Chết rồi, cái thời giờ là không có, mà ở nhà không chịu làm, mà giấy của ai đưa ra đọc mà không coi trước nữa. Đọc trật lên trật xuống mà ngồi đó mà rặn một mình không bốn mươi mấy phút hết rồi. Một người trả bài dữ lắm là 15-20, nếu mà trong mình ra rồi thì nó thao thao bất tuyệt, thì chứng tỏ mình đã có nghiền ngẫm giáo pháp. Thôi tôi nói vậy thôi, để bữa nay tôi giảng bài tiếp. Rồi bữa nay tôi giảng 40 phút, còn là 1 tiếng 20 phút bởi vì trả bài. Nào, để rồi ba bài này chúng ta trả một vài lần nữa, rồi chúng ta bắt đầu trả bài kinh 66.
Tôi không có giải thích, quý vị trả thôi. Rồi sau qua bài kinh 66, quý vị sẽ thấy trong đó có đủ hết. Rồi chúng ta trở lại ba câu chuyện hôm nay nữa. Trở lại ba câu chuyện hôm nay nữa. Tức là câu chuyện của Huệ Giác, Quyền Giác và Huệ Năng. Câu chuyện mà cũng nói về tư tưởng Bát Nhã, nhưng mà phương diện khác, phương diện giữa hai vị đều chứng đắc hết. Rồi câu chuyện thứ hai là giữa Bồ Đề Hợp Na và Lương Võ Đế. Một người là chứng đắc, còn một người là tư tưởng. Nhưng có cái bánh vẽ, có cái giáo pháp, thì cuộc đối đáp mà chúng ta cũng sẽ tới. Rồi câu chuyện thứ ba là câu chuyện giữa hai đại đệ tử đều chứng đắc hết. Và vị đệ tử này hỏi cách tu của vị kia, vị kia trình bày qua bảy phần. Phần cuối cùng đó là vô thủ trước bát niết bàn. Đó là cũng nói về tư tưởng Bát Nhã, nhưng mà về Bát Nhã không. Về Bát Nhã thấy rõ những cái tiến trình của tư tưởng. Thành ra ba bài nó giống hệt mà nó khác, các cái cách đi vào cái Bát Nhã. Thì tôi bây giờ một lần nữa tôi hỏi quý vị là tiếp tục học hay là nghỉ. Thì quý vị nếu tiếp tục học là từ nay quý vị phải cố gắng Chứ còn kêu là có một số không chịu trả thì tôi cũng chịu thôi. Cái này là cái vấn đề sinh tử của mỗi người mà, đâu phải của tôi. Nhưng bổn phận của nhà sư là đau lòng trước cái sự mà sa đọa của quý vị. Người nào cũng vậy, tôi cũng không muốn quý vị, tôi mới thành ra tôi có trăn trở, tôi ráng mà sao giảng cho quý vị đi vào Phật Pháp, chứ không đi vào người trời nữa. Nhưng mà thời buổi này Phật Pháp làm sao? Thì quý vị được pháp môn tịnh độ, thành ra đây thiền mà tịnh, cái này là thiền tông á, chánh cống đây. Thì tịnh độ là thêm cái phát nguyện nữa thôi. Chúng ta thấy là trong tịnh độ nó hay nguyện 18, 19, 20, quý vị phải thuộc lòng qua cái đó nữa. 18 là tu thuần tịnh độ, không có tu pháp môn khác. Mà tịnh độ nó có 4 cái thôi: trì danh là niệm Phật, trì hoàng danh từ, quán tưởng, quán tượng, quán tượng là nhìn tượng Phật, quán tưởng là ngồi tưởng tượng thôi, không có hình, và tự tánh niệm Phật. Thì cái đó là qua thiền tông đó, nghĩa là lắng nghe tiếng niệm Phật. Tôi cũng có giảng đủ hết. Thành ra chúng ta thấy cái tịnh độ nó hay là cái thời buổi này chúng ta nhất niệm, thì tất cả pháp môn khác cả ngoài trời nữa, nhất niệm là sanh về cõi trời. 40 phút của tôi xong rồi. Rồi thì chúng ta thấy nó khó. Thành ra tôi mới nói quý vị là chúng ta học cái bánh vẽ này trước, mai ra chúng ta qua trung phẩm. Còn không thì nếu hạ phẩm, chúng ta chỉ cần phát nguyện là chúng ta vãng sanh. Còn cái nguyện 19 thì tất cả tôn giáo khác, dầu tu tiên, dầu tu minh sát tuệ, dầu thiền tông, dầu thiên chúa, dầu hòa hảo cao đài, hễ mà nhất niệm phát nguyện đều về cõi Phật hết. Còn cái nguyện 20 là không tu pháp môn nào hết, chỉ làm phước đi quỷ đạo, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ người nghèo, mà được nhất niệm mà phát nguyện vẫn vãng sanh, thì tịnh độ là khôn quá trời, còn cái gì nữa. Nhưng mà hai cái sau này quý vị phải nhớ, nhất niệm là cái gì hôm trước tôi có giảng rồi, nhất niệm của niệm Phật nó khác, mà nhất niệm tôn giáo khác thì nó cũng khác. Còn nhất niệm của làm công quả đi số đỡ giảm nghèo, quý vị phải để ý nó cũng nhất niệm, nhưng mà cái cách giải thích nó hơi khác. Thì hôm nào chúng ta trở lại. Thì thôi bây giờ tôi hỏi lần nữa để rồi chúng ta qua bài giảng. Bây giờ nếu mà ai không đồng ý học nữa, đây bữa nay là chúng ta nghỉ, thì quý vị đưa tay cho tôi biết. Nghĩa là tôi nói rõ là không đồng ý học nữa, thấy rằng nó khó khăn cho con đường tu học của chúng ta, thì bữa nay bắt đầu bữa nay là nghỉ, từ tới là tôi không giảng nữa. Thì ai thấy là không được thì nghỉ.
Còn nếu ai thấy mình tiếp tục học nữa thì phải sắp xếp công việc thì nay trả bài tức là tôi kêu ai nấy phải trả chứ không có từ chối nữa. Tức là mình đồng ý rồi thì mình phải cố gắng tôi không cần trả hay trả dở, nhưng mà trả cho rất là mình đã đầy trong ai lại ra rồi nó tràn ra, và nếu có trả là ra phía trước này chứ không có ngồi dưới nữa, rồi về phía trước giống như mấy người trai tăng vậy trơ trụi không có gì hết, chỉ có giáo lý nó đầy trong đó mình trả ra. Nghe không? Thì đó là học thiệt đấy. Nếu quý vị đồng ý cách thứ hai là chúng ta tiếp tục học và tiếp tục trả bài thì quý vị đưa tay lên. Thôi cảm ơn đại chúng. Thì tôi và chúng ta tiếp tục học, mà đã hứa là phải thực hành nha. Về phải cố gắng nghe không? Sắp xếp thời khóa biểu như tôi trình bày nãy là không bắt buộc quý vị phải là chỉ tu thôi mà nhịn đói mà tu, thì tôi không có bắt buộc cái vấn đề đó. Thấy không? Thì tôi kêu quý vị là gắng gói ghém một chút, bớt công ăn việc làm lại. Thì tất nhiên cái tài chánh mình kém rồi đó. Mà tài chánh mình kém mình sống giản dị thôi. Hồi xưa mình xài phung phí. Thấy không? Ví dụ một ngày mình ăn đồ sang đi chợ là 40-50 ngàn, bây giờ còn 20-30 thôi. Thấy không? Ăn làm sao nó có sức khỏe để tu. Thấy không? Cũng đã vậy thôi. Hồi xưa mình tài đồ xa xí phẩm son phấn rồi giờ bỏ cái đó. Hồi xưa giày dép này kêu 4-5 đôi 7-8 đôi thì giờ tôi 2 đôi thôi. Khi nào có hư họ mua cái khác, chứ còn nó còn mới mới cái kiểu mới là bỏ rồi, mình phải bớt cái vụ đó. Thì quý vị thấy cuộc sống quý vị thì vậy là nó dễ dàng thôi, không có gì khó khăn. Mình làm ít, do làm ít mình có thời giờ mình tu tập. Như vậy là đồng ý không? Vì kỳ tới chúng ta tiếp tục và tôi kêu trả bài tôi nói trước thì bây giờ vậy là xong. Giờ tới phần của quý vị là phần trả bài. Thì tôi nhắc lại là có ba câu chuyện đều là tư tưởng Bát Nhã hết, nhưng mà cái cách trình bày có khác, nhưng mà tư tưởng Bát Nhã thì cũng vậy thôi, nhưng mà cách đi đến nó có nhiều cách, là có thể nữa là tôi còn cho nhiều thí dụ nữa. Thì cách thứ nhất là giữ quyền giác quệ năng, chúng ta biết rồi đó. Nghe là khi mà quyền giác gặp quệ năng đầu tiên ổng là vấn đề sanh tử, thì cái đó là trăn trở từ xưa và mãi mãi về sau cũng vậy. Vấn đề sống chết là vấn đề quan trọng nhất, sanh tử là việc lớn mà. Thì quý vị thấy bây giờ quý vị đây chết rồi còn lại cái gì? Trong đời quý vị cái gì quan trọng nhất? Không có gì quan trọng hết, chết rồi bỏ lại hết, không có mang theo cái gì hết. Thì vấn đề sống chết là vấn đề cần giải quyết ngay bây giờ. Nếu mình chưa xong nó cũng như là người xưa người ta nói đó, vấn đề sinh tử chưa giải quyết cũng như mẹ chết. Thì chúng ta phải tha thiết, phải trăn trở với nó, phải tìm cách giải quyết cho xong. Thành ra quỷ truyền giác gặp quỷ năng rồi, quỷ năng hỏi đại đức từ đâu đến mà ngã mạng như vậy. Chỉ đi 3 vòng mà xá thôi. Thì ông nói việc sinh tử là việc lớn vô thường mau chóng lắm, ở đó mày lấy lại. Thì quỷ năng trả lời: sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh? Sao không ngay cái vô thường mà liễu tri cái chân thường? Thì quyền giác trả lời liền: này giữa hai người chứng đắc với nhau mà, dĩ tâm ấn tâm, chứ không có học giáo pháp, không có hỏi nữa, mà bên kia đối là bên này đáp, bên kia tám lượng, bên này nửa cân. Thì ông mới nói là nhận lại tức là vô sanh, mà liễu tri tức là chân thường. Thì Huệ Năng nói đúng vậy, đúng vậy. Ông bắt đầu mới lễ lại. Bây giờ mới là biết ông này là chánh cống, là thiền tông, không có pháp môn, mới quỳ lại 32 tám muôn tế hạnh. Lại xong rồi ông xin hầu tổ, tổ chấp nhận. Hầu có 2 tiếng hồ xin trở về. Tổ nói chờ cho nội nhau mới tới mà không biết cái hiểu có đúng hay không, mới có sơ cơ thôi, bây giờ ông đi về biết cái chứng đắc ông tới đâu mới có gặp 2 câu. Thì tổ mới thử một cái nữa: về sao chống thế, về sao mau quá vậy? Thì quyền giác là cũng tay tổ hai tay đưa ra mà, thì không biết là ông này thử mình nữa.
Ông nói vốn mình không động lấy gì mà chống trời. Quyền năng nói ai biết không động. Thì quyền giác mới nói là tại tổ tự sanh tâm không phân biệt. Cái bất tử của tôi thì đâu có đi, đâu có tới. Tôi với Ngài có xa nhau hồi nào đâu. Bây giờ tổ là trẻ ra có tôi và có cái bất tử. Nhưng ai biết là không động. Thì quyền giác mới nói tự tổ sanh tâm phân biệt. Thì tôi nói đúng. Ông thật sự là hiểu được cái ý vô sanh. Ông giỏi thiệt. Ông hiểu được cái ý vô sanh. Thì quyền giác mới thấy tổ chơi mình nữa. Khen mà trong đó có lò. Đúc cái tư tưởng vô đó. Đúc con dao tư tưởng vô đó. Thì quyền giác mà hỏi không ý. Ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh. Thì quyền giác mới nói vô sanh há có ý sao? Đã vô sanh là bát nhã rồi mà là có tư tưởng về bát nhã sao? Thì Huệ Năng khen. Huệ Năng mới nói nếu không ý thì ai phân biệt đây? Hồi nãy một cái tư tưởng, rồi hai tư tưởng, bây giờ ba tư tưởng. Không ý thì ai phân biệt? Ý là tư tưởng, ai là tư tưởng, phân biệt là tư tưởng. Như vậy là bậc thánh nhân không có biết, không có đối tượng được biết và không có phương pháp để biết, không có người chửi, không có người bị chửi và không có tiếng chửi, không có người tu, không có đối tượng để tu và không có pháp môn để tu, không có gì hết, không có người ăn, không có miếng cơm để ăn và ăn không biết có mùi vị hay sao. Rồi thì Quyền Giác mới trả lời hỏi phân biệt thì có nhưng đó không phải là ý. Thì tới đây Huệ Năng khen đúng rồi, tôi ở lại một đêm thử ba ba cách rồi thì Quyền Giác trả lời đúng hết trơn. Không biết là tay này là đã chứng đắc sâu xa, có thể là tương đương với mình rồi. Tới đó là hết. Thì quý vị trả lời coi câu thứ ba này là gồm hết tới kia. Là phân biệt thì có nhưng đó không phải là ý. Phân biệt thì thánh nhân cũng vẫn phân biệt, Đức Phật cũng phân biệt, mà A-la-hán cũng phân biệt, nhưng mà đó không phải là ý. Vì phân biệt bằng cái gì? Thì chúng ta phải trả lời cái này giữa tư tưởng và bát nhã. Đó là bài thứ nhất. Cái bài thứ hai là giữa Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma. Thì tôi có nói tắt rồi ha. Bồ Đề Đạt Ma mới từ Trung Quốc đi Ấn Độ, đi trên nhánh dương vào lao trên biển cả, trên dài có phải nhánh dương có hai chiếc dép. Thì đến Trung Quốc thì Lương Võ Đế mới hỏi Chí Công Tiền Sư là với A-la-hán ai đó, thì nói là thánh nhân từ ở Ấn Độ qua truyền tâm ấn cho bệ hạ. Thì ông ra tới bờ biển ông tiếp tiếp một cách long trọng. Khi vừa gặp mặt thì Lương Võ Đế đưa liền: trẫm từ lên ngôi tới nay độ hơn 3.000 tăng, cất hơn 72 cảnh chùa, có công đức gì hay không? Công đức là trí tuệ đấy. Thì Bồ Đạt Ma nói là không công đức gì hết. Ông hỏi cái đó là cái gì? Cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng rồi có hết. Thì Lương Võ Đế đâu phải bở, không có học giáo pháp như quý vị mà, giáo pháp đầy mình hết rồi. Theo giữa mà trí tuệ bát nhã rồi, bát nhã thì đành quá rồi. Ông nói vậy chứ cái đó là cái gì? Thì Bồ Đạt Ma nói đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Thì Lương Võ Đế nói tôi cũng có học giáo pháp, vậy đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Nói vậy nếu tôi làm mà có đệ nhất nghĩa thánh đế là cái gì? Thì Bồ Đạt Ma trả lời bất nhiên vô thánh, không có thánh phàm gì hết. Ông nói trời ơi, trong kinh là có đệ nhất nghĩa thánh đế mà, tại sao đây là bát
Bất nhiên do tánh không có thánh phạm gì hết. Vậy cái ý Bồ Đề Ma muốn nói thì luôn giỏi đế tức. Vậy chứ ai đứng trước mặt trọng đây? Chí Công Tiền Sư nói Ngài là thánh tăng thì tôi là phàm phu. Như vậy là đệ nhất những cánh đế là Ngài, tôi là chưa đạt. Thì Bồ Đề Ma trả lời là không biết. Thế là cuộc đối thoại cắt đứt ngang, sẵn lè. Đưa bao nhiêu bị chặt hết thì còn hỏi cái gì nữa. Thôi Bồ Đề Ma bắt đầu cứu trụ, không có tiếp đó nó nồng nhiệt như lúc đầu nữa, thờ ơ. Thì Lương Võ Đế thấy, Bồ Đề Ma thấy Lương Võ Đế không thể chấp nhận được cái Phật Pháp, cái Bát Nhã. Bát Nhã tư tưởng như quý vị thì được, còn Bát Nhã mà thực chứng thì Lương Võ Đế không có thời giờ để mà đi sâu vào đó. Thì thấy vậy Bồ Đạt Ma nửa đêm đó mới bỏ trốn. Thì sáng dậy đó Lương Võ Đế tìm không thấy Bồ Đạt Ma, mới đi hỏi Chí Công. Chí Công nói cái đó là Quan Âm Đại Sĩ qua thử Ngài đó, Ngài không tiếp thu được cho nên Quan Âm Đại Sĩ đã ra đi rồi. Rồi Lương Võ Đế chậm chân xuống đất, tức quá than ôi, trẫm có mắt cũng như đuôi, có tai cũng như điếc, thánh nhân mà trẫm không học được cái gì hết. Lập tức cho quân lính đi khắp nơi để thỉnh Bồ Đạt Ma trở về. Nhưng than ôi, con chim đại bàng nó vũ cánh rồi thì con chim sẻ không biết đâu mà tìm. Thôi để tôi kể luôn ha, bữa nay cũng tới thời giờ đó.